Em Chí xin mến chào cô chú anh chị các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt ở công trường quốc tế. Trên đoạn đường này thì là hồ Con Rùa anh chị. Cái nhà mình vẫn thấy là đây thì cũng có rất từ lâu đời anh chị, một cái hồ Con Rùa. Thì thường thì những cái quang cảnh như thế này ở vị trí ở Sài Gòn, ở nhà mình vẫn thấy rất là nhiều anh chị em ở đây thì ngồi đây hóng gió hóng mát ha. Bên đây thì cũng rất gọi là kinh doanh mua bán ở khu vực quanh vòng xoay này, về những quán ăn thực phẩm và những quán cà phê rất đa dạng, rất nhiều. Em sẽ chia sẻ một số hình ảnh về đây, xong rồi em quanh về con đường Võ Văn Tần, chia sẻ hết con đường Võ Văn Tần cho cả nhà mình tìm hiểu thêm về từ khu vực quận nhất mà về đến quận 3 như thế nào. Cả nhà mình thấy là đa phần thì bên đây cà phê không đó nha, rồi những phần thức ăn nè. Giờ thì những vị trí mà quanh công viên á, cả nhà mình thấy là rất đẹp ha, rất thoáng mát ha. Vào những buổi sáng và buổi chiều á, cả nhà thấy là bên công viên này cũng khá đông đó nha. Thì đây thì thoáng mát, những hàng cây to, cây dầu và cây tùng như thế này, cây gỗ lim, đa phần là những cây gỗ quý không đó nha. Ở ngoài khu vực vùng nhất này, những cây này rất là có tuổi đời từ hàng 50 năm trở lên. Đây là những con đường màu xanh, những hàng cây bóng mát ha. Các nhà thấy là đây con đường Võ Văn Tần đây. Hai bên đều là những hàng cây bóng mát, rất là thoáng luôn. Một con đường khá đẹp ở trên gọi là điểm trung tâm Sài Gòn này. Về kinh tế bên đây thì cả nhà mình thấy là bên mép ngoài đây thì về những công ty khá nhiều, những khách sạn có, công ty có. Còn về mà đoạn khu vực Hồ Mã về quận 3 thì sẽ về những kinh doanh ha. Em sẽ di chuyển từ đoạn này chia sẻ cho cả nhà mình về tới đoạn quận 3. Đoạn này thì giao lộ con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nè. Các nhà thấy là từ đoạn ngã tư có tư đó, là các nhà mình thấy là nhiều khách sạn lắm. Đa phần thì những khách sạn bên đây thì dành cho những khách nước ngoài, khách du lịch về đây người ta tham quan, người ta ở những cái điểm gọi là trung tâm trọng điểm á. Vị trí này thì là trường học Lê Quý Đôn, một cái trường học gọi là trung học cơ sở, gọi là trọng điểm luôn cả nhà. Đa phần những căn góc ở trên đây thì bán về cà phê có, những nhà hàng có, khách sạn có. Và gọi là những cái di tích lịch sử này kia rồi ở viện bảo tàng. Nay thì các khách du lịch ở các nước về nước ta thì nói chung thì chỉ tham quan thắng cảnh về những ngày mà như tưởng niệm rồi những ngôi chùa tàng, vào mà xem chụp ảnh lưu niệm về đó nha. Đa phần trên đây thì những khách du lịch thì về đây những tuyến đường trọng điểm như thế này, ở những vị trí này. Đoạn này thì giao lộ với con đường Trương Định. Vậy đây cả nhà thấy chuỗi cửa hàng cũng rất lớn đó nha. Bây giờ cũng đang gọi là cho thuê nè. Cả nhà mình thấy ha. Một vị trí gọi là một cái căn góc á, rất dễ gọi là thuận lợi mình để thuê mua bán kinh doanh hoặc là làm công ty văn phòng. Nay thì cho thuê dán bản mà chưa thấy chịu nước khởi sắc mà để đầu tư vào nữa nha. Bên này cũng dán bản đầy ha, nhiều cái gọi là công trình đất đai nhà đất luôn.
cũng nhiều chủ cửa hàng bây giờ bên đây cũng còn cho thuê nhà, trả nhà, chưa có thấy đầu tư vào. Thì bên đây cũng là những cái quán cà phê, cái nhà rất là lớn luôn á. Đa phần thì về đây quán cà phê những điểm này rất là nhiều. Tại vì trong điểm công ty rồi văn phòng ở đây khá nhiều cả nhà. Rồi những cái gọi là những công ty du lịch đậu vào những cái điểm như thế này nè, cho bà con mình có tuyến đường để du lịch. Rồi khách nước ngoài á, ở đây thì đi những cái hướng mà người ta cần thiết á. Cả nhà mình xem qua hình ảnh này thấy trên những cái đoạn đường mà buôn bán kinh doanh thì gọi là cái đoạn phút dưới ngoài trung tâm thì đa phần thì về du lịch hay là cà phê hay khách sạn thì khá nhiều thôi. Đây thì có cái đồi tối ngồi nhà rất là lớn, cũng cho thuê các nhà thấy nha. Đa phần những tòa nhà biệt thự nè cũng đứng cho thuê kế bên cái villa, biệt thự villa ở kế bên thì cũng của bà Trương Vy Lan, bây giờ cũng đã đóng cửa rồi cả nhà. Nhà mình nhớ đăng ký kênh để mình cập nhật thêm những cái video tiếp theo về những tuyến đường phố ở khu vực Sài Gòn như thế nào, và bà con mình kinh doanh những tuyến đường như thế nào. Em sẽ chia sẻ qua màn hình ống kính những hình ảnh thực tế và hiện tại ha. Các nhà nhấn trên một like, yêu thích. Em cảm ơn các nhà rất là nhiều và đăng kênh miễn phí nha các nhà nha. Đây là giao lộ với con đường Cách Mạng Tháng 8 và con đường Võ Văn Tần. Về khu vực này thì các nhà thấy là những cái điểm kinh doanh đang mọc lên. Ở đây thì nhà khách sạn thì không có ha, ở đây chỉ có điểm kinh doanh thôi. Một con đường từ quận nhất về đến quận 3 này, một phần nữa thì là về những khách sạn, những cà phê, những cái gọi là nhà hàng. Bên đây là những điểm kinh doanh thực phẩm, thức ăn hoặc là những cái gọi là mua bán, rồi những chủ xì ba, rồi những cái cửa hàng lớn nhỏ luôn. Cái nhà mình thấy hiện nay cũng còn nó cho thuê nha. Căn này thì hồi năm ngoái là có rồi cái nhà, đã dán bảng cho thuê hoặc bán rồi. Hôm nay cũng chưa thấy tình huống mà mua hay là cho thuê lại. Nay thì không biết vào quý 2 rồi bà con kinh doanh ở bên tuyến đường này như thế nào. Về những sản phẩm mỹ phẩm hay là ngành thời trang, rồi những cái gọi là thẩm mỹ viện ở đây khá nhiều. Phẩm thức ăn bên đây thì nói chung là cũng tầm trung bình đấy nha. Phẩm thức ăn thì nói chung là phải chiếm khoảng chừng ở 30% thôi. Còn 70% về tuyến đường này thì chuyên kinh doanh về thời trang có nè, rồi ngành mỹ phẩm nè, trong ngành làm đẹp về thẩm mỹ viện. Hôm nay thì cũng chưa thấy là quan sát nhiều, giờ còn đóng cửa này thấy nha. Tầm hiện nay thì 10 giờ hơn rồi, 10:30 rồi, bây giờ thì cũng đang đóng cửa rất là nhiều. Bên đây thì cả nhà thấy đang đem vào qua đây. Bà con thấy vụ đông quá. Cái khu nhà gì? Cái cả nhà mình xem. Đây là bà con mình mua đông mình dẫn từ thiện đó nha. Những gọi là những thức ăn phát cho bà con mình, những tấm lòng hảo tâm của Mạnh Thường Quân. Đây, vẫn còn cho thuê, cho thuê nguyên căn. Bây giờ chưa thấy tình hình mà gọi là khởi sắc gì nhiều ở trên quý 2 này.
từ năm ngoái năm nay cũng chưa thấy gọi là cho thuê nữa. Nên thấy là bây giờ đang làm bên trong đang sửa chữa lại, để co lại, làm đẹp lại để cho cái khách thuê đó. Chứ để sơ sát quá thì khách hàng thấy thì sợ nhất là những cái mặt hàng để co lại, những cái tốn tiền tốn kém đó nha. Tốn mấy phần tiền đó cũng khá bộn ha. Lần đầu tiên người ta phải mở cửa hàng ra, người ta rất là sợ cái kiểu mà tốn kém để co mặt bằng, vì làm đã hết toàn bộ. Tại vì để co mà làm đã hết á thì tốn cũng khá nhiều ha, cũng vài trăm triệu á. Nhiều khi tao thuê một cái mặt bằng khoảng 40-50 triệu mà bây giờ nó bỏ vài trăm triệu ra, người ta hơi bị ngán. Hàng người ta bỏ vài trăm triệu ra, người ta nhập đơn hàng, nhập hàng về kinh doanh. Bởi cho nên chủ nhà bây giờ đang gọi là làm đẹp lại những căn nhà hiện nay chưa cho thuê được á. Đây cái nhà mình cũng thấy nè, 20 căn nhà bên đây cũng để bản cho thuê nè. Đa phần ngày xưa thì cũng là thẩm mỹ viện á, chứ là những chủ cửa hàng bán đồ mỹ phẩm. Kinh doanh hiện nay thì nhiều chủ cửa hàng bây giờ cũng đang gồng, rồi cũng nhiều chủ cửa hàng bây giờ cũng đang có chuyện đóng cửa, trả mặt bằng, chuyển nghề luôn. Mình thấy là những mặt hàng kinh doanh hiện nay thì đa phần thì bán online rất là nhiều. Thị trường hiện nay bán theo thời điểm hiện tại đó nha. Mặt hàng nào vừa ăn khách là ùa nhau mà làm, chứ không có như xưa mà để như mặt hàng đó mà kéo hàng dài hàng dài. Cứ nghĩ là một mặt hàng của mình là rất là tồn tại, không có cái nhà bây giờ liên tục thay đổi, tiến triển liên tục. Cho nên hiện nay thì muốn tập dịch và sáp nhập vào những cái gọi là mới mẻ, mình phải thông tin liên tục. Đây thì giao lộ của đường Cao Thắng, anh sẽ đẻ ra đoạn đường Cao Thắng một phần nào đó cho cả nhà mình được hiểu về đoạn đường này luôn nha. Bên đây thì một đoạn ngắn lên cả nhà, từ đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai băng thẳng đi ra đến đường 3 tháng 2 và cuối đoạn đường 3 tháng 2 thì thẳng luôn á, ra cuối đầu đường Học Bùi Hòa là hết đoạn đường Cao Thắng nha. Đây thì cũng có nhiều chủ cửa hàng, nhiều tấm thảm mỹ viện á, bây giờ cũng chưa thấy gọi là gì hết. Cũng đang gọi là cho thuê trả mặt bằng rồi, cả nhà thấy nè. Tư vào khá nhiều ở các chủ mặt bằng Sài Ba, bây giờ là nói chung là bù lỗ quá rồi, bây giờ cắt lỗ luôn đó nha. Chứ mà để bù lỗ nữa thì người ta cạn kiệt vốn, người ta phải chuyển sang cái hướng khác, người ta kinh doanh tiếp tục. Bên đây thì cũng có nhiều cửa hàng lớn, hồi xưa thì buôn bán bò hay là này kia nè, những cái sốt bò, những cái gọi là bò thương hiệu cũng đóng cửa, đá mặt bằng. Bây giờ đầu tư khác hơn cái nhà, như là cà phê Highland về đây. Chuyện như đây thì em xin dừng buổi ở đây. Em cũng cảm ơn cả nhà mình đã đồng hành cùng em. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn mình.